Gia tộc họ Lục. Tác giả Vân Vân. Tập 5. Khôi Nguyên chạy xe trên cầu, cậu ta thấy ai giống như Trâm Anh đang đi bộ ở phía trước dầm mưa. Anh định dừng xe nhưng nghĩ gì đó lại thôi, kéo tay ga chạy lướt qua Trâm Anh. Chạy được một đoạn, vẫn là không đành lòng nên Khôi Nguyên quay đầu xe, lấy dù trong cốp xe đứng trước mặt Trâm Anh đưa cho cô. Cô không thấy trời đang mưa to hay sao mà cứ đi lang thang ở trên cầu vậy? Trâm Anh ngẩng mặt lên với đôi mắt đỏ ngầu dính đầy nước mưa, cả người ướt sũng. Nhìn thấy Khôi Nguyên đang đứng trước mặt, cô không có kiềm chế được cảm xúc của mình, ôm chầm lấy người cậu mà khóc nức nở. Tâm lý của cô đang không có ổn định nên Khôi Nguyên cũng biết ý, không có nói những lời khó nghe với cô bé. Cậu nhẹ nhàng vuốt tấm lưng Trâm Anh trấn an. Chuyện gì cũng có cách giải quyết, cô đừng có suy nghĩ tiêu cực rồi đâm ra bi quan. Em không có muốn lấy chồng đâu, em không muốn lấy người mà em không có yêu. Chuyện này là do cô tự quyết định, tôi không có giúp gì được. Không biết cô bé Trâm Anh lấy dũng khí ở đâu mà đánh liều kiển chân lên, ghi chặt mặt của Khôi, hung lên môi. Khôi đứng nhìn mất vài giây. Nhờ nước mưa tạt vào mặt, cậu mới bừng tỉnh, đẩy mạnh Trâm Anh ra khỏi. Cô điên rồi hả? Phải, em vì anh mà phát điên, phát khùng lên rồi đó. Em có điểm gì không tốt mà anh phải tránh né em như vậy? Em đã làm cái gì mà khiến anh phải ghét bỏ? Em đã làm cái gì chứ? Em cũng đã rất cố gắng rồi mà. Cô không có làm gì sai, mà là vì trong lòng tôi đã có hình bóng người con gái khác. Trâm Anh mặc kệ mưa tạt vào, làm gương mặt rát buốt. Cô vẫn không có thấy rát bằng vết thương nơi con tim đang rỉ máu. Những lời anh nói là thật sao Khôi Nguyên? Thiệt là anh đã có người trong mộng. Một cái gật đầu của Khôi Nguyên như muốn làm cho Trâm Anh ngã quỵ, mọi thứ trước mắt như sụp đổ. Cô bé hất cây dù mà Khôi Nguyên đang che chắn cho cô, rồi cứ dậy thơ thẩn đi về phía trước trong cơn mưa. Nhưng cô không có hề cảm nhận được sự lạnh buốt của cơn mưa truyền tới, bởi lẽ nơi con tim của cô đã bị đóng băng chết lặng từ đây. Minh Hy dọn về nhà mẹ Thu Thủy cũng đã được một thời gian. Cô cũng đã nghỉ hẳn ở công ty về phụ mẹ quản lý chuỗi cửa hàng quần áo. Mấy đứa trong nhóm bạn cứ suốt ngày chọc cô. Tình trạng này là đúng là trúng số độc đắc đây mà. Trong nháy mắt có một người mẹ giàu có, một cơ ngơi đồ sộ. Trước kia trong nhóm, Minh Hy luôn được trao tặng là hộ nghèo. Nhưng bây giờ thì cô đã trở thành đại gia chính hiệu. Nhưng Minh Hy vẫn luôn thắc mắc một điều. Mẹ Thủy giàu có như vậy, tại sao còn xây cái dãy trọ ở khu đất sát bên cạnh căn biệt thự của mẹ để cho người ta thuê? Trong bữa cơm, Minh Huy tò mò nên hỏi thì mẹ Thủy cười trả lời cô. Mẹ xây cái dãy trọ đó, mục đích là cho những bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động nghèo ở miễn phí, mẹ có thu đồng nào đâu. À, thì ra là như vậy hả? Mẹ có con thật là vĩ đại. Việc làm của mẹ có là cái gì, mình làm được gì giúp người khác thì mình làm thôi con à. Mẹ nói chí phải đó, mẹ có con thiệt là tuyệt vời. Thôi con ăn đi, đừng có tâng bốc mẹ lên như tận mây xanh như vậy nữa. Mẹ cũng ăn cơm đi. Hơn 2 tháng nay, kể từ ngày mà gã Lục Phong kia phá phách, thì cô chưa gặp lại hắn một lần nào nữa. Như vậy cũng tốt. Không gặp sẽ không phiền phức, không dính líu sẽ không phiền não. Thời gian qua xảy ra biết bao nhiêu chuyện không có vui, khiến cho cô mệt mỏi lắm rồi. Minh Hy cầm ở trên tay ly trà đào vừa đi vừa thưởng thức. Cả tuần nay cô vùi đầu vào sổ sách, bây giờ mới có thời gian nghỉ ngơi và tự thưởng cho bản thân sau một tuần làm việc hết công suất. Khi cô đứng trước cổng còn chưa kịp vào nhà, đã nghe tiếng ai đó ở đằng sau.
chào cô em hàng xóm. Minh Hy quay lại, nhìn thấy Lục Phong đang đứng ở ngay cổng khu dãy trọ giãy tay chào cô. Bao nhiêu nước trà đào ngậm ở trong miệng, nó sặc lên tới mũi. Cô ho lên sặc sụa, liên tục dỗ vào ngực để cho qua cơn sặc. Mọi thứ đã ổn, Minh Hy mới liếc con mắt nhìn về phía Lục Phong. Ai là hàng xóm của anh? Mà anh đứng đó làm gì? Đừng nói là đang rình mò tôi nghe. Hắn chỉ tay vào bên trong dãy trọ, hiên ngang trả lời. Tôi sống ở trong kia, không có đứng đây thì đứng đâu? Cái gì? Anh có bị điên không vậy? Đừng có hòng mà lừa được tôi. Không tin thì cô cứ vào hỏi mẹ cô đi. Anh đợi đó đi. Minh Hy quay đầu chạy thẳng vào nhà, gấp gáp hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ đây, làm cái gì mà gọi gấp gáp vậy? Cô kéo tay mẹ Thủy ngồi xuống ghế hỏi chuyện. Sao mẹ lại cho cái gã đó ở trong dãy trọ của mình vậy mẹ? Gã nào? Con nói là gã nào? Người ta có tên có tuổi, còn phải gọi cho đàng hoàng đó chứ. Thì cái gã Lục Phong, người cao như cây sậy đó, mẹ có biết tên anh ta không? Trước khi cho người ta vào ở, mẹ cũng phải biết tên, biết tuổi, quê quán người ta ở đâu, rồi mới cho ở được chứ. Vậy là xong rồi. Vậy là mẹ bị anh ta lừa rồi đó. Mẹ biết anh ta là ai không? Hắn chính là Lục Phong, cậu cả của nhà họ Lục đó. Không phải người khó khăn tới ở đâu. Cậu ấy là con trai của bạn mẹ, sao mẹ không biết được? Minh Hy há hốc miệng nhìn mẹ Thủy. Mẹ nói cái gì? Con trai của bạn mẹ? Ừ, đúng rồi. Mẹ biết rõ anh ta vậy sao còn cho ở? Mẹ nghĩ gì vậy? Thì người ta có nhu cầu muốn ở, thì mình cho ở thôi con à. Hơn nữa, đó là con trai của bạn mẹ, từ chối cũng kỳ. Dãy trọ nhiều phòng vậy, sắp xếp cho cậu ta một phòng thì đã có sao đâu. Nhưng con có sao đó mẹ à. Con cá với mẹ những ngày tháng sau này của con không bao giờ được yên ổn với anh ta đâu. Người ta ở chứ có làm gì đâu mà con cứ nói quá lên à. Mà thôi, con ở nhà, mẹ ra ngoài chút mẹ về. Dạ. Từ cửa sổ của phòng Minh Hy nhìn xuống, có thể thấy được toàn bộ dãy trọ. Cô đi đến dán màn cửa sổ nhìn xuống, thì thấy gã Lục Phong đang đứng ở ngoài sân. Không biết hắn làm cái gì ở dưới đó, mà chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ, làm lộ ra thân hình săn chắc manly lắm. Cô nuốt một ngụm nước miếng như kẻ thèm thuồng, rồi đưa tay dỗ liên tiếp vào mặt mình cho tỉnh táo. Mày đang nghĩ cái gì vậy Minh Hy? Mày điên thiệt rồi, tỉnh lại đi. Tự hành hạ mình là vậy, nhưng không hiểu sao bàn chân của cô lại cứ muốn đi lại nơi phía cửa sổ. Lần này thì hắn ngước đầu lên, giãy tay chào cô như kiểu thân quen. Cô giật mình, thụt đầu lại, hai má tự nhiên ửng đỏ. Cô đi vào nhà tắm xả nước rồi liên tục vào mặt cho bớt nóng. Sáng sớm Minh Hy đã ra ngoài chạy bộ như mọi khi. Trước đây cô lười lắm, chỉ toàn thích ngủ nướng thêm vài phút nữa mới chịu dậy đi làm. Nhưng từ ngày về sống với mẹ Thủy, nhờ mẹ động viên huấn luyện nên cô đã dần hình thành được cái thói quen tốt này. Hello, cô em cũng chạy bộ buổi sáng nữa sao? Gã Lục Phong lại xuất hiện trước mặt cô, nhưng cô vẫn mặc kệ hắn, chạy vượt lên phía trước. Hắn cũng chạy vượt lên sát bên cạnh cô. Anh có thể mời cô em một ly cà phê được không? Minh Hy dừng lại quay sang tỏ vẻ khó chịu. Đường rộng thênh thang như vậy sao anh không chạy mà cứ áp sát vào người tôi vậy? Anh thích vậy đó. Nè, hỏi thiệt nghe, anh đang tán tỉnh tôi đó hả? Cô em nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi. Trước kia là anh chĩa súng vào đầu tôi muốn giết tôi, gần đây cũng là anh tìm cách muốn phá tôi, bây giờ lại muốn tán tỉnh tôi, sao da mặt anh dày quá vậy? Anh đây chưa có vợ, cô em cũng là gái chưa chồng, tán tỉnh nhau là cái chuyện quá đỗi bình thường mà. Tôi chỉ thấy trò hề chứ không có bình thường chỗ nào hết. Cô em ác cảm với anh quá đỗi rồi đó. Bởi những cái việc làm của anh, không có muốn đối phương ác cảm cũng không có được đâu. Công nhận, cô em thù dai thiệt đó. Kệ tôi, đừng có mà chạy theo tôi nữa. Đường là của chung, cô em cấm đoán làm sao được. Vậy thì anh cứ thoải mái mà chạy tiếp tôi về. Nè, 7:30 điên sáng với anh nghe. Anh ở đó mà mơ đi. Cô em làm giá quá vậy. Minh Hy vừa chạy, vừa bịt hai tai lại không có muốn nghe những lời tán tỉnh của hắn. Những lời nói có cánh đó của hắn, thật sự cô nghe không có quen chút nào.
chỉ làm cô nổi hết da gà mà thôi. Nhưng cô vẫn thắc mắc, lý do gì khiến cho hắn thay đổi thái độ 180 độ như vậy? Khi Minh Hy còn đang thay quần áo chuẩn bị đến cửa hàng, điện thoại cô báo tin nhắn. Số này cô nhìn rất quen. Mở ra đọc thì mới biết là số của gã Lục Phong. Hắn biết được số điện thoại mới của cô cũng tài thiệt. Hắn nhắn là đang ở trước cổng chờ cô xuống đi ăn sáng. Minh Hy không thèm nhắn lại, ném bỏ cái điện thoại xuống giường. Cô vừa buộc lại tóc vừa suy nghĩ, rồi cũng quyết định lấy cái điện thoại soạn một tin nhắn gửi cho Khôi Nguyên. Xe của tôi bị hư, cậu ghé qua nhà đón tôi đi với nha. Lục Phong vẫn đứng ở dưới nhà. Hắn nhìn đồng hồ đã lâu rồi mà Minh Hy vẫn chưa xuống. Nhắn biết bao nhiêu tin mà cô cũng không trả lời. Xe của Khôi Nguyên chạy tới. Cậu ta khá bất ngờ và tỏ vẻ không vui khi nhìn thấy Lục Phong đang đứng trước cổng nhà của Minh Hy. Khôi Nguyên hỏi Lục Phong với cái giọng điệu khó chịu. Tại sao lại đứng đây? Tại sao cậu đứng được mà tôi không có được đứng? Tôi là bạn của Minh Hy. Thì tôi cũng là hàng xóm dưới cổ mà. Khôi Nguyên nhíu mày nghi ngờ. Hàng xóm hả? Ý anh là anh đang sống ở đây. Làm gì mà cậu phải bất ngờ vậy? Rốt cuộc là anh có ý đồ gì với Minh Hy? Anh nói đi. Thiệt là xui xẻo à, lại để cho cậu nhìn thấu rồi đó. Khôi Nguyên trong lúc mất bình tĩnh đã nắm lấy cổ áo của Lục Phong cảnh cáo. Tốt nhất là anh đừng có đụng vào Minh Hy, nếu không tôi không có nhìn anh nữa đâu. Với cái cách mà Khôi Nguyên nắm cổ áo của Lục Phong dằn mặt, nếu như là trước đây thì Khôi Nguyên đã bị bầm dập mặt mày chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng hôm nay hắn bỗng hiền như một ông bụt một cách lạ kỳ. Tán tỉnh thì có được gọi là ý đồ hay không? Khôi Nguyên vẫn không chịu buông cổ áo Lục Phong ra mà càng siết chặt hơn. Anh hãy dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi. Minh Hy không phải là trò đùa để anh tiêu khiển đâu. Nếu như anh làm cổ tổn thương thì không có yên với tôi đâu đó. Minh Hy từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Khôi Nguyên đang nắm lấy cổ áo của Lục Phong như thể sắp có một cuộc ẩu đả sắp xảy ra. Cô nhanh chân chạy đến gỡ tay Khôi Nguyên khỏi người của hắn. Chuyện gì từ từ nói, cậu không có nên động tay động chân như vậy đâu. Anh ta nói là đang ở đây là thật sao hả Minh Hy? Thì mẹ của tôi cho anh ta ở trong dãy trọ kia kìa. Tôi không hiểu cậu đang nghĩ cái gì nữa, Minh Hy. Thôi đừng để ý tới anh ta nữa, mình đi đi, tôi đói rồi. Cậu muốn ăn cái gì? Tôi ăn cái gì mà không được, dễ nuôi mà, lên xe đi. Minh Hy đã ngồi yên trên xe, thì Lục Phong tự nhiên ẵm cô xuống trước cái nhìn của Khôi Nguyên. Anh mau bỏ tôi xuống, sao anh có thể tự tiện đụng cho người tôi vậy? Khôi Nguyên hết sự kiên nhẫn, cậu ta kéo tay Minh Hy về phía mình, nhưng không được bởi Minh Hy bị hắn giữ rất chặt. Anh làm như vậy là mất lịch sự đó, biết không? Minh Hy sẽ đi ăn với tôi, cậu về đi. Ở đây không phải là gia tộc họ Lục, mà anh có quyền quyết định mọi thứ đâu. Minh Hy đi với ai là do cô ấy quyết định. Minh Hy gạt mạnh tay Lục Phong ra khỏi người. Tôi thích đi với ai là quyền của tôi, anh vô duyên vừa vừa thôi nghe. Còn nữa, lần sau mà anh còn tùy tiện làm những hành động như rồi, thì tôi cho anh quả đấm vào mặt đó. Nói xong, Minh Hy kéo tay Khôi Nguyên lên xe. Mình đi thôi, Khôi Nguyên. Chưa bao giờ hắn chịu nhường hay chịu thua một ai, lần này thì hắn cay cú thật sự. Em giỏi lắm, để rồi coi những ngày tháng sắp tới tôi trị em như thế nào. Trâm Anh say xỉn trong quán bar, nhưng cô bé vẫn còn muốn uống nữa. Giữa một rừng người, nhạc vang lên sập sình sôi nổi, nhưng cô bé lại cảm thấy cô đơn lạc lõng. Rượu nào không say, tình nào không cay. Người ta nói uống say rồi sẽ quên, nhưng càng uống lại càng nhớ thêm. Sao ngồi uống một mình buồn vậy em? Đi ra chỗ khác chơi đi, tôi muốn một mình. Uống một mình thì đâu có vui, hay ra kia nhảy với anh ngang. Tôi đã nói rồi, anh đi ra chỗ khác đi. Sao mà còn nói dai quá vậy? Em xinh đẹp như hoa mà nóng tính quá hờ. Thôi, ra kia nhảy với anh cho vui đi, nghe. Mặc kệ cho Trâm Anh từ chối, tên kia vẫn cứ kéo tay cô bé ra nhảy cho bằng được. Anh buông tôi ra, đã không thích rồi mà. Rồi em sẽ thích ngay thôi, đi với anh đi. Trong người đã có hơi men, Trâm Anh mạnh dạn dung tay tát một cái khá đau vào mặt tên đó. Khúc đi, đừng có đụng vào người tôi.
Tên đó bị ăn một cái tát vào mặt thì điên tiết giơ tay lên muốn đánh. Trâm Anh ôm mặt, cảm nhận không có sự tác động nào vào người, cô mới mở mắt ra nhìn. Cô khá bất ngờ khi nhìn thấy Khôi Nguyên đang giữ lấy tay của tên đó. Mày là cái thằng nhóc nào mà xen vào cái chuyện của tao? Khôi Nguyên bẻ cổ tay tên đó nhắc nhở. Đàn ông mà đánh phụ nữ là một nỗi nhục nhã, mày có biết không? Đau, nhẹ tay thôi, mày làm gì dữ vậy? Biết đau thì cút đi. Tên đó nhanh chân chuồn lẹ, còn không quên quay đầu lại lườm Khôi Nguyên. Cả người Trâm Anh chao đảo như muốn ngã vì rượu đã ngấm vào người. Cũng may có Khôi Nguyên đỡ kịp. Cô có ổn không? Anh đang thương hại hay là đang cười nhạo tôi? Cô say rồi, ra ngoài kia đi, tôi đón taxi đưa cô về. Anh không thích tôi, anh ghét bỏ tôi. Anh tránh né tôi, nhưng anh lại quan tâm đến tôi. Con người anh sao lại khó hiểu quá vậy Khôi Nguyên? Đi thôi. Trâm Anh đẩy mạnh người Khôi Nguyên ra. Anh mặc xác tôi đi, anh đừng có gieo những thương nhớ trong đầu tôi nữa. Nhìn tôi như vậy chưa đủ thảm hại hay sao? Trâm Anh lảo đảo đi ra khỏi quán bar. Khôi Nguyên vẫn là không thể mặc kệ, nên cứ lấy điện thoại gọi cho Minh Hy, kêu cô nói với gã Lục Phong đến đón em gái của mình về. Khôi Nguyên đứng ở phía sau Trâm Anh, chọn một nơi góc khuất, đứng ở đó đợi cho đến khi nào Lục Phong tới đón. Con nhỏ này, bữa nay mày đặt say xỉn nữa. Trâm Anh nghiêng người dựa vào người anh trai, cô bé không có kiểm soát được lời nói của mình. Anh vô tâm lắm, anh biết không? Anh không có thương em thì em không biết làm sao. Tại sao anh không thương em mà lại đi thương một cô gái khác? Em cũng là một cô gái tốt mà. Xài quá rồi, lên xe đi, anh đưa về. Đợi cho xe Lục Phong chạy khuất, Khôi Nguyên mới bước ra. Cậu ta đứng nhìn theo chiếc xe thở dài. Trâm Anh cứ vậy mà làm cho Khôi Nguyên vô cùng khó xử. Trà Vi đứng ở cửa sổ trên phòng Minh Hy nhìn xuống dãy trọ. Cô lắc đầu chép miệng. Phải công nhận nghe, anh chàng đó đẹp trai thiệt đó Minh Hy. Người cao ráo, body chuẩn như nam diễn viên Hàn Quốc gì đó. Cậu nhìn đủ chưa? Để người ta nhìn thấy thì mất giá lắm đó. Trà Vi quay đầu lại. Nè, mà anh ta đang tán tỉnh cậu đó hả? Tôi không biết anh ta đang có ý đồ gì. Nhưng cậu tin anh ta đang nghiêm túc thì là một sai lầm lớn đó. Không có bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Tôi còn tỉnh táo lắm. Cậu nói cũng phải. Đột nhiên anh ta thay đổi 180 độ. Ai mà không nghi ngờ. Bây giờ cậu tính như thế nào? Cứ dậy hoài hay sao? Nước sông không có phạm nước giếng. Cứ mặc kệ anh ta đi. Thằng Thiên nó ngước mặt nhìn lên, bắt gặp Trà Vi đang nhìn xuống. Nó cứ tưởng cô bé đó đang nhìn lén mình. Nó ra vẻ đưa tay hất nhẹ mái tóc, đá mắt với Trà Vi. Cậu ơi cậu, cô bé trên kia cứ nhìn lén em hoài kìa, chắc là nó thích em á cậu ơi. Lục Phong ngán ngẩm cho sự tưởng tượng của thằng Thiên. Cái chuyện tôi nói với cậu đã làm xong chưa? Em chuẩn bị xong hết rồi cậu ơi. Cái đá mắt của thằng Thiên làm cho Trà Vi phải rùng mình. Trời ơi, còn đá lông nheo nữa kìa, ghê thiệt đó. Cậu nói ai vậy? Thì cái gã ai đi kè kè bên gã Lục Phong đó chứ ai? Thiên hả? Chính hắn đó. Tôi còn thù hắn cái vụ bữa trước hắn đến quán đem em trai của tôi ra hù dọa nữa kìa. Cậu nhắc tôi vẫn còn thấy tức cho hai chủ tớ nhà kia đó. Tại nhà của ông Lục Hoàng, ông ta hỏi con trai. Con có biết tin tức gì chưa? Tin gì vậy ba? Thằng Lục Phong nó đang sống ở trong một dãy trọ cách đây không có xa. Tại sao hắn lại ra ngoài sống trong thời điểm này chứ? Đó là thử thách mà trên tộc đưa xuống cho người đảm nhiệm vai trò thừa kế. Nói như vậy, ở trên đã ngấm ngầm chọn hắn rồi. Đúng vậy, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Việc hắn ra ngoài sống cũng là điều kiện thuận lợi cho chúng ta ra tay đó. Con hiểu. Theo thông tin bà biết được, hắn đang thích một cô gái. Gì chứ, hắn mà cũng biết yêu sao? Chúng ta có thể đánh vào cái điểm yếu này của hắn. Ba nói chí phải ha, chỉ cần nắm được cái điểm yếu của hắn, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Hôm nay, Lục Phong tranh thủ về nhà thăm mẹ. Bà Kim Tho mới thấy con trai ở ngoài sân đã đôn đã lôi con trai vào phòng. Chuyện gì mà mẹ gấp gáp vậy? Ngày mai con đi xem mắt nha, mẹ hẹn với họ rồi. Hắn lắc đầu ngán ngẩm. Thôi, con không đi đâu. Vậy hôm trước con nói sẽ cân nhắc mà như thế này hoài hay sao?
mẹ đừng có giận mà. Đi nghe. Biết sức khỏe của mẹ Kim Thoa đang không có được tốt, hắn cũng muốn làm cho mẹ vui nên gật đầu. Ừ, con đi với mẹ cho vui. Tốt quá rồi. Sáng mai mẹ sẽ đi cùng với con. Cô gái này con cũng có gặp rồi nên không cần phải ngại ngùng gì đâu. Hắn không để tâm vào cuộc xem mắt này nên cũng không có tò mò. Cô gái mà theo như lời mẹ của hắn nói, hắn đã gặp qua rồi là ai? Buổi tối bà Thu Thủy đem sữa lên phòng cho Minh Hy. Uống ly sữa cho ấm bụng rồi làm việc tiếp con à. Cảm ơn mẹ. Minh Hy nè. Dạ. Con nghĩ sao đến việc đi xem mắt? Cô đặt ly sữa xuống bàn, thở ra một hơi. Nữa hả mẹ? Chuyện này mẹ nói không biết bao nhiêu lần rồi đó. Con đã nói là không có thích mà. Thử đi một lần xem sao. Nếu con không thích người ta thì mẹ sẽ không bao giờ nhắc tới cái chuyện này nữa. Mẹ hứa đi. Mẹ hứa. Ngày mai đi gặp người ta với mẹ nghe. Con đi về là mẹ không có được nhắc tới cái chuyện này nữa đâu đó. Mẹ biết rồi. Bây giờ con đi ngủ sớm đi. Để mai còn tươi tắn đi gặp người ta nữa. Theo như thời gian đã hẹn, bà Kim Tho cùng với Lục Phong đến nơi hẹn từ sớm. Hắn thì cứ ngồi chéo chân cắm đầu vào cái điện thoại xem tin tức. Bà Kim Tho thấy vậy nên nhắc nhở trước. Một lát người ta tới, con cất cái điện thoại đi ngang. Con biết rồi, mà người ta có tới hay không để biết con đi về chứ mẹ. Tới chứ sao không tới, chưa tới giờ, chờ thêm một lát nữa đi. Hơn 10 phút nữa, bên nhà gái cũng tới. Bà Kim Tho kéo tay con trai. Người ta tới rồi đó, con ngồi nghiêm túc lại đi. Lục Phong nghe lời của mẹ, hắn bỏ chân xuống, ngồi thẳng người cho điện thoại vào cái túi. Hắn nhìn theo hướng chỉ của mẹ mình. Khá bất ngờ khi hắn biết người con gái hắn chuẩn bị coi mắt là Minh Hy. Hắn cười nhẹ, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, quay sang nói với mẹ của mình. Con thích cô gái đó. Bà Kim Thoa cười với con trai. Mẹ biết, để đó mẹ tính cho. Hai mẹ con Minh Hy đi tới, hai bà niềm nở bắt tay chào nhau. Lâu quá rồi không có gặp bà, vẫn trẻ trung xinh đẹp như ngày nào. Bà cứ khen à, làm tôi ngại quá. Minh Hy đứng hình vì quá sốc khi nhìn thấy bà Kim Thoa và càng sốc hơn khi biết gã Lục Phong là người mà cô cần xem mắt. Khi cô còn chưa kịp mở miệng thì bà Kim Thoa đã vui vẻ nói trước. Chúng ta gặp nhau rồi phải không con gái? Minh Hy ấp úng. Dạ con... Con không cần phải ngại hay sợ sệt cái gì cả. Chuyện trước đây bác quên hết rồi. Dạ. Trong bữa tiệc chỉ có hai người lớn nói chuyện đon đả với nhau. Cô và hắn ngồi nhìn nhau. Cô liếc hắn thì hắn lại nhìn cô cười trừ. Trong đầu cô nghĩ gã này đang muốn chọc tức cô đây mà. Tức mình, cô dùng gót giày dẫm vào chân của hắn. Nhìn cái bản mặt của hắn nhăn nhó cũng đủ hiểu hắn đau như thế nào. Mình thì ngồi ung dung uống nước, mặc kệ cho hắn nhìn mình. Cô đoán hắn muốn chửi cô lắm rồi, nhưng phải cắn răng nhẫn nhịn. Không biết mẹ của cô và mẹ của hắn hai người nói chuyện gì mà nói nhiều vậy. Cô muốn đi về lắm rồi đó. Cuối cùng thì hai bà mẹ cũng phải chịu dừng lại câu chuyện, quay sang nói với tụi nhỏ. Hai con ở lại nói chuyện cứ thoải mái, tìm hiểu nhau đi, mẹ về trước à. Minh Hy níu lấy tay của mẹ. Mẹ, cho con về với. Bậy nè, con phải ở đây nói chuyện với anh đã chứ, mới gặp mà đã đòi về rồi. Còn chuyện gì nữa đâu mà nói. Nghe lời mẹ, ở lại nói chuyện với anh một lúc nữa, mẹ về trước. Đợi cho hai mẹ rời đi, Minh Hy mới chồm người sang đánh mạnh vào vai của Lục Phong. Nè, anh biết trước cái chuyện này rồi đúng không? Sao lúc nào em cũng hung dữ với anh vậy? Rõ ràng là anh biết trước, sao còn giác cái mặt tới đây muốn ghẹo tôi đúng không? Không có, anh cũng như em thôi. Tưởng nói vậy là tôi tin chắc, nhìn cái bản mặt anh vừa rồi không có gì gọi là bất ngờ hết. Em phải tin anh chứ. Tin anh thà tôi tin cái đầu gối của mình còn hơn à. Thôi, gạt cái chuyện đó sang một bên đi. Đã lỡ đến đây rồi thì tụi mình cũng nên làm đúng theo trình tự đi. Trình tự gì? Trình tự xem mắt đó. Anh vẫn còn muốn coi mắt hả? Để anh giới thiệu trước nghe. Giới thiệu với em, anh tên là Lục Phong, cậu cả của nhà họ Lục, rất vui khi được làm quen với em.
Mặc kệ cho hắn đưa tay ra muốn bắt, Minh Hy đứng dậy cầm lấy cái túi xách. Anh ở đây mà nói nhảm đi, tôi về. Hắn chạy theo giữ tay cô lại. Khoan đã, chúng ta còn chưa đi coi phim mà. Tại sao tôi phải đi coi phim với anh? Không phải trong các cuộc coi mắt sau cái màn chào hỏi làm quen thì người con trai sẽ ngỏ ý mời cô gái đi coi phim hoặc đi đâu đó hay sao? Nhưng mà tôi không có thích. Vậy nghe, không thích cũng phải đi. Lục Phong ngang nhiên cầm lấy tay cô kéo ra ngoài xe. Cô đánh liên tiếp vào cánh tay của hắn kêu lên. Tôi đã nói là không có thích rồi mà, sao lúc nào anh cũng thích ép người khác vậy? Hắn mặc kệ, mở cửa xe, đẩy cô ngồi vào, rồi cẩn thận thắt dây an toàn. Ngồi trên xe, mặt của Minh Hy cứ hậm hực, cô quay đầu nhìn ra phía ngoài đường, không muốn nói chuyện với hắn. Em thích đi coi phim hay là đi đâu? Không thích đi đâu hết, tôi muốn về nhà. Em có muốn đi khu vui chơi một lát hay không? Những lúc căng thẳng, anh hay đến đó để giải stress lắm đó. Minh Hy vẫn không nói gì để cho mình hắn độc thoại. Em không nói gì là đồng ý rồi đó nghe. Mình đi. Đến khu vui chơi, không khí vui hẳn lên. Nhìn mấy đứa nhỏ vui chơi cái vẻ hào hứng mà Minh Hy thấy cũng ham. Tay chân cô cũng bắt đầu tái máy không có chịu để yên. Em thích chơi cái trò gì? Tự nhiên cô lại đưa tay chỉ về phía trò chơi gấp thú bông ở đằng kia. Chợt nhận ra có gì đó sai sai. Cô vội bỏ tay xuống làm ra vẻ không có quan tâm mấy. Nhìn cái điệu bộ của cô, Lục Phong bật cười. Hắn nắm lấy tay cô đi đến chỗ máy gấp thú bông ở đằng kia. Em thích con nào, anh sẽ gấp cho. Tôi muốn chơi. Cũng được. Những đồng xu trên tay Minh Hy lần lượt cho vào máy, nhưng gấp ngoài mà vẫn cứ trật. Tốn biết bao nhiêu xu mà vẫn không gấp được con nào. Tức mình, Minh Hy đạp mạnh chân vào máy càm ràm. Đúng là gạt người ta mà. Đó là do em không có biết chơi thôi. Anh giỏi thì gấp thử coi có bao giờ được đâu. Em thích con nào? Minh Hy chỉ tay vào con vịt màu vàng. Tôi thích con này. Chờ anh đi. Lục Phong cho đồng xu vào máy, từ từ điều khiển cái cần ra xa. Ngắm trúng mục tiêu, hắn ấn mạnh nút. Con vịt màu vàng từ từ được gấp lên. Minh Hy đứng xem một cách say mê. Tới khi con vịt được lọt xuống cái thùng, cô mừng vỗ tay kêu lên. Được rồi, anh gấp cái kiểu gì mà giỏi vậy, một phát trúng ngay hả? Lục Phong lùm cái con màu vàng lên đưa cho Minh Hy. Tặng em nè. Minh Hy đỏ mặt cái kiểu ngại ngại đưa tay ra nhận. Cảm ơn. Vậy là em chính thức hẹn hò với anh rồi đó nghe. Chuyện nào ra chuyện đó chứ anh đừng có mơ. Minh Hy quay người đi, cô tủm tỉm cười, không hiểu sao cô lại có thể cười được. Em nhận quà của anh rồi mà. Về tới nhà, Minh Hy nhìn thấy Khôi Nguyên đang đứng đợi ở cổng. Cậu ta đi đến kéo tay Minh Hy ra khỏi xe của Lục Phong. Từ từ thôi, té bây giờ. Lục Phong giữ lấy tay của Minh Hy nhắc nhở Khôi Nguyên. Cậu làm cho người phụ nữ của tôi đau đó. Người phụ nữ của anh hả? Anh đã quên tôi nói cái gì rồi sao? Cậu nghĩ những lời nói của cậu có thể lọt vào tai tôi sao? Khôi Nguyên quay sang chất vấn Minh Hy. Có phải người cậu đi xem mắt là anh ta đúng không? Minh Hy rơi vào chỗ khó nói. Thì chuyện này lúc đầu tôi cũng không có biết. Nói như vậy là do anh ta sắp xếp. Không có phải đâu. Nói thì sao ta? Nó dài dòng lắm. Cậu không cần phải nói đỡ cho anh ta đâu. Lục Phong bắt đầu khó chịu đứng chen vào giữa hai người. Cậu xen vào chuyện giữa hai chúng tôi hơi nhiều rồi đó. Bất ngờ, Khôi Nguyên đưa tay đấm vào mặt Lục Phong, làm nơi khóe miệng của hắn rỉ máu. Minh Hy hốt hoảng lôi người Khôi Nguyên ra khi cậu ấy còn ý định tiến sát vào người của Lục Phong. Khôi Nguyên à, cậu thôi đi, tự dưng lại đi đánh người ta. Cậu xót cho hắn lắm phải không? Cậu làm quá rồi đó. Phải, tôi làm quá rồi đó. Tôi sai, tôi đi lo chuyện bao đồng, vừa lòng cậu chưa? Khôi Nguyên lên xe phóng đi trong sự bực tức, mặc kệ cho Minh Hy gọi đến rát cả cổ họng. Nhớ tới Lục Phong, cô quay người lại đi đến hỏi hắn. Anh không sao chứ? Chảy máu sưng hết cả mặt rồi nè. Minh Hy lấy khăn giấy trong túi, lau sạch cái vết máu nơi khóe miệng của Lục Phong. Trước đây anh hung hãn lắm mà, bây giờ tự nhiên hiền như ông Bụt, đứng yên cho người ta đánh vậy.
Đau. Trời ơi, nhẹ tay chút đi. Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ hơn. Cậu bạn của em nóng tính thiệt đó. Thay mặt cậu ta, tôi xin lỗi anh nghe. Mà anh cũng đừng có để bụng mà trả thù cậu ấy đó. Em nghĩ anh nhỏ mọn như vậy sao? Thì sự thật là vậy mà. Bà Thu Thủy từ trong nhà đi ra vui vẻ. Hai đứa đi chơi về rồi đó à. Minh Hy nhanh đẩy Lục Phong ra đứng phía sau lưng mình. Dạ mẹ. Bà Thu Thủy nhìn thấy nơi khóe miệng của Lục Phong chảy máu. Mặt mũi con bị sao vậy Lục Phong? Minh Hy bấm vào tay của hắn ra hiệu. Cô dành nói trước. Không có gì đâu mẹ. Anh đi đứng bất cẩn nên bị té thôi. Vậy à? Thôi, hai đứa nói chuyện tiếp đi. Mẹ đi công việc một lát. Đợi cho mẹ đi khuất, Minh Hy mới quay sang căn dặn hắn. Anh đừng có để mẹ tôi biết là anh bị bạn tôi đánh đó nghe. Có vẻ em lo lắng cho cậu bạn đó quá ha. Bạn thân của tôi mà. Mà thôi, tôi vào nhà đây. Anh nhớ lời tôi dặn đó nghe. Nè. Gì nữa? Sáng mai anh chở em đi ăn sáng nghe. Thôi, không có cần đâu. Chuyện cậu bạn của em có khi anh phải cân nhắc lại có nên nói cho ai biết đó không? Sáng mai 7:30 anh chờ tôi ở dưới nhà nghe. Ừ, được rồi. Ông Lục Lâm biết được chuyện bà Kim Thoa đưa con trai đi coi mắt. Ông ấy khá tức giận, về phòng tìm bà để hỏi chuyện. Chuyện của bà đưa thằng Lục Phong đi coi mắt sao rồi? Không có bàn bạc với tôi nữa. Có bàn, ông cũng không có đồng ý thì bàn làm gì? Bà thừa biết tôi không có đồng ý, sao còn ngang bướng tự làm theo ý của mình? Bà đang cố tình muốn chọc tức tôi đúng không? Tôi không có việc gì phải chọc tức ông. Tôi chỉ làm cái điều mà con trai tôi thích. Ý của bà là thằng Phong cũng thích cô gái mà bà chọn đó sao? Không phải tôi chọn, mà là nó đã chọn từ đầu. Tôi chỉ là đang giúp con một tay thôi. Hồ đồ! Bà biết rõ Lục Phong là người thừa kế sau này. Vợ của nó không thể chọn một cách tùy tiện được. Vợ của nó phải là người đứng sau hỗ trợ nó mỗi một khía cạnh. Bà có hiểu không? Nếu được, tôi chỉ muốn đưa con ra khỏi cái nơi này sống một cuộc sống bình thường như bao người khác thôi. Đấu đá tranh giành tôi đây ngán lắm rồi đó. Thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu không đứng ở vị trí cao nhất thì nó sẽ bị người ta loại trừ. Bà phải luôn nhớ cái điều đó đó. Bà Kim Thoa thở dài. Quy luật này bà hiểu, chính vì vậy bà mới mong muốn sống một cuộc đời bình thường như bao nhiêu người khác. Những cái chuyện này đừng có để xảy ra thêm một lần nào nữa. Đó là tôi nhắc trước, nếu bà cố chấp làm theo ý mình thì đừng có trách tôi sao nặng tay. Vợ của thằng Lục Phong tôi tự khắc an bài. Ông Lục Lâm rời đi, bà Kim Thoa ức chế hét lên. Ông có nghĩ đến hạnh phúc của con không? Hạnh phúc chỉ là nhất thời thôi. Minh Hy đi cùng với Lục Phong ra khỏi rạp phim. Cô nhìn xuống nơi bàn tay của mình đang bị hắn nắm chặt. Chặt đến nỗi đôi lần cô muốn rút ra nhưng đều vô ích. Đến cử động thôi còn thấy khó. Tôi đâu có phải là trẻ lên ba đâu mà anh cứ nắm chặt tay tôi như sợ tôi bị đi lạc vậy. Hắn quay sang cười với cô. Như vậy mới tình cảm chứ. Trước đây, anh có bao giờ xến xúa vậy đâu. Tôi thấy không có quen chút nào hết trơn á. Nhưng từ khi có em, anh lại biết xem phim ngôn tình đó. Lạ quá ha. Bây giờ anh đưa tôi về được chưa? Tối nay đi xem phim, em có thấy vui không? Anh nhìn mặt tôi coi có thấy vui không? Sao vậy? Ai đời tán tỉnh con gái người ta mà dẫn người ta đi xem phim ma. Thế gian này có một người con trai như anh đó. Việc này em không có thể trách anh được đâu. Không trách anh chắc tôi phải tự trách tôi hả? Là cái thằng Thiên, nó chỉ cho anh, nó kêu anh, nó kêu đưa em đi coi phim ma. Khi em thấy mấy cái cảnh rùng rợn em sẽ sợ, mà em sợ thì phải quay sang ôm anh đó. Cô mắc cười nhìn không được, cười thành tiếng. Không phải ai cũng bánh bèo như hai cậu tớ nhà anh nghĩ đâu. Em cười lên nhìn đẹp lắm đó. Được trai khen mà còn là trai đẹp. Hai má Minh Hy cũng dần ửng đỏ, cô cúi mặt ngại ngùng như những cặp đôi mới lần đầu hẹn hò. Đứng ở ngoài đường, anh không có thấy lạnh sao? Hắn cởi lớp áo ngoài khoác lên người cô. Xin lỗi, anh sơ ý quá, em đứng đây đợi anh một lát, anh đi lấy xe.
Cô đứng nhìn Lục Phong, sải từng bước chân rộng gấp gáp đi lấy xe. Không hiểu tại sao nhìn hắn lúc đó đáng yêu tới như vậy. Cô đứng cười tủm tỉm, vẻ mặt của cô giống như những cô gái hạnh phúc khi được bạn trai mình quan tâm. Chính là cô gái đó. Một chiếc xe hơi chạy đến thắng kích trước mặt Minh Hy. Hai tên nhảy xuống bịt miệng lôi người cô lên xe khi cô còn chưa kịp kêu lên một tiếng. Cánh cửa xe nhanh chóng đóng lại, phóng như gió về phía trước. Tất cả sự việc diễn ra trong vài giây nhanh gọn. Lục Phong lái xe tới, không thấy Minh Hy đứng ở đó nữa. Hắn thấy cái áo khoác nằm ở dưới đường, linh tính có chuyện không lành, gọi điện cho cô nhưng thuê bao không liên lạc được. Quá sốt ruột, hắn gọi cho thằng Thiên. Cậu cho người lục tung cái thành phố này cho bằng được, tìm Minh Hy chạy đây cho tôi. Minh Hy ngồi trên xe có bọn chúng, hai tay cô bị trói chặt ra đằng sau, miệng thì bị bọn chúng dán băng keo lại, không thể nói, không thể la hét cầu cứu được ai. Minh Hy vô cùng hoảng sợ, không biết mấy gã bịt mặt bịt mũi. Minh Hy vô cùng hoảng sợ, không biết mấy gã bịt mặt mũi kín mít này là ai. Bọn họ bắt cô để làm gì? Vô tình cô nhìn thấy hình xăm trên cánh tay của gã đang ngồi cạnh ấn chặt lấy vai cô. Hình xăm này cô chưa từng thấy bao giờ. Cô nghĩ có thể bọn chúng là người của một tổ chức nào đó chăng? Cô chợt nhớ, có khi nào bọn chúng là người của gia tộc họ Lục, nhưng là ở một tầng lớp khác, vì hình xăm của tên kia cô chưa từng thấy qua. Nhưng dù bọn chúng là ai, bắt cô với mục đích gì, việc cô cần làm cố thoát ra khỏi tay của bọn chúng còn hơn là chờ cái chết tới. Cô nhìn ra bên ngoài xe đang chạy vào con đường nhỏ, xung quanh chỉ toàn là cây và bụi bặm. Vắng vẻ không có một bóng người hay ngôi nhà nào cả. Minh Hy nuốt một ngụm nước miếng, tay chân cô run cầm cập, nhưng cũng phải cố gắng giữ cho được bình tĩnh để thoát ra khỏi bọn chúng. Vì miệng cô bị bọn chúng dán băng keo nên không thể nói được, chỉ có thể ú ớ trong miệng gọi tên kia. Tên kia nghe nhức đầu chửi cô. Mày có im lặng đi không hả? Ồn ào tao cho ăn viên đạn vào đầu, đừng nói sao là xui ạ. Minh Hy vẫn kiên trì gây sự chú ý với tên kia. Mày muốn nói cái gì? Cô gật gật đầu ra hiệu cho tên kia biết là cô muốn nói. Tên đó tháo băng keo ở miệng cô ra. Mày nói cái gì nói lẹ lên đi, dở trò là mất xác với tụi tao à. Có thể cho tôi đi vệ sinh một lát được không? Tôi đau bụng quá. Nhịn đi, đừng có dở trò với tụi tao. Tôi đau bụng thiệt mà anh trai, tôi đang bị tiêu chảy. Lỡ ở trên xe mấy anh đánh tôi thì chết đó. Ta kêu mày nhịn đi. Mắc cái gì thì có thể nhịn được, chứ mắc cái đó sao lại nhịn được anh trai. Đến lúc không có chịu được nữa là nó cũng tràn ra một bãi thì tôi cũng không có thể kiểm soát được đâu. Mà nói nghe mắc ớn à. Tôi nói thiệt mà. Hơn nữa tay tôi bị trói vậy, chạy làm sao thoát được khỏi ba người đàn ông khỏe mạnh như mấy anh. Mà nói nhiều quá đi. Nói rồi tên kia quay lên nói với tên cầm lái. Mày dừng xe cho nó đi giải quyết một chút đi. Lỡ mà nó làm lung ở trên xe, thúi ai mà chịu được. Xe dừng lại, cô bước xuống đi vào bụi rậm. Tên kia cũng đi theo canh chừng. Mày giải quyết lẹ lên ngang. Mày mà giở trò bỏ trốn mà chết với tụi tao à. Minh Hy bước một bước, tên kia bước theo một bước kè kè. Thấy vậy rất khó để bỏ trốn. Dù gì tôi cũng là đàn bà con gái. Anh đừng có gần quá, làm sao mà tôi dám giải quyết đây. Tên kia lùi lại vài bước quay lưng. Lẹ đi, tao không có đủ kiên nhẫn cho mày đâu. Đợi cho tên kia quay lưng, Minh Hy mới tháo dây trói ở tay ra. Lúc trên xe cô đã lén lút cởi trói mà mấy tên kia không hề hay biết. Kỹ thuật cởi trói này là Khôi Nguyên đã dạy từ lâu và cô đã thực hành rất nhiều lần, đến thuần thục với rất nhiều kiểu trói khác nhau, từ đơn giản cho đến phức tạp. Nhưng lúc tên kia còn chưa quay người lại, cô lấy gói bột ớt ở trong túi. Cái gói bột ớt này lúc nào cũng ở sẵn ở trong túi, phòng khi cô đi về đêm gặp những tên biến thái thì có cái mà thoát thân. Bây giờ thì đến lúc phải dùng. Nè! Tên kia vừa mới quay lại, Minh Hy nhanh tay tung cái bột ớt vào mặt của tên đó rồi bỏ chạy. Hắn bị cái bột ớt làm cay mắt không thể mở ra nổi,
hắn chỉ có thể ôm mặt hét lớn. Con nhỏ kia đã chạy trốn rồi, tụi mày mau đuổi theo đi. Hai tên ở ngoài xe nghe đồng bọn la hét cũng chạy vào xem tình hình. Con nhỏ đã đâu rồi? Nó chạy trốn rồi. Nó chạy đằng nào? Nó tung bột ớt vào mặt của tao cay chết đi nè. Mẹ kiếp cái con nhỏ đó. Hai tên kia bỏ lại đồng đội đuổi theo Minh Hy. Lúc này cô đã chạy được một đoạn khá xa. Nhưng trời quá tối, Minh Hy khó khăn cho việc định hướng. Chỉ cần cô tìm được cái lối chạy ra đường chính, ở đó có nhiều xe chạy qua lại, sẽ có người giúp cô. Con nhỏ đó chạy không có xa được đâu, đi về hướng đó đi. Nghe tiếng, Minh Hy biết bọn chúng sắp đuổi kịp. Cô rối lắm không biết phải làm sao, chạy về hướng nào để ra được đường lớn. Nhìn xuống đôi giày, cô nhanh trí tháo một chiếc ném về hướng đằng kia để đánh lạc hướng bọn chúng, rồi nhanh chóng trốn vào một bụi cây rậm rạp gần đó quan sát. Một tên lụm cái giày lên chỉ về phía trước. Con nhỏ đó nó chạy về hướng này rồi. Nhìn hai tên kia chạy về hướng đó, Minh Hy mới thở phào một tiếng. Cô đứng dậy, bắt đầu quan sát xung quanh, nhìn thấy ánh sáng ở xa tích đằng kia. Không biết đó là cái gì, nhưng cô nghĩ sẽ có người nên quyết định chạy thật nhanh về hướng đó. Cô chạy về phía phát ra ánh sáng. Đến nơi, cô phát hiện ra một ngôi nhà nhỏ, mà đúng hơn là một túp lều được dựng một cách tạm bợ. Nhìn bếp lửa vẫn còn những cục than hồng. Cô đoán có người ở đây. Một tia hy vọng lóe lên trong đầu. Minh Hy mừng thầm trong bụng, đi xung quanh gọi. Có ai không? Giúp tôi với, tôi bị lạc. Cô gọi bao nhiêu tiếng nhưng không ai đáp lại, một bóng người cũng không có. Trời vừa tối vừa lạnh, cô không biết phải đi về hướng nào. Điện thoại của cô rớt từ khi nào cô cũng không hề hay biết. Minh Hy đưa hai tay ôm cơ thể đang rung lên vì lạnh. Nhìn vào trong nhà thấy bếp lửa còn hơi ấm, cô nhanh đi vào ngồi sưởi ấm một chút. Đợi đến ngày mai trời sáng cô sẽ tiếp tục tìm đường đi. Vừa lạnh vừa mệt, Minh Hy thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi âm thanh ồn ào làm cô giật mình tỉnh giấc. Cô thấy một người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Ông ta nhìn chằm chằm vào bộ ngực cô. Minh Hy đứng bật dậy, lùi về sau phòng thủ, bởi vì cô có thể ngửi được cái mùi rượu nồng nặc phát ra từ người của ông ta. Cộng thêm cả người gã cứ lắc lư, đứng không vững, khiến cô có cảm giác bất an. Ông là chủ của túp lều này sao? Ông ta nấc lên một tiếng, những ngón tay cứ cào cấu nơi cổ của gã. Minh Hy nhìn thấy mà khiếp đảm. Nhưng lúc gã đang đứng gãi cổ, không để ý, Minh Hy nhanh chân chạy ra ngoài. Nhưng cô còn chưa kịp chạy thoát thì bị gã giật tóc lôi ngược vô. Ông ta giật cô xuống đất, đem cả cái thân hình gớm ghiếc của mình mà đè lên người cô. Nước miếng từ miệng của gã chảy ròng như chó dại, làm cho Minh Hy rùng mình khiếp sợ, giãy giụa la lớn. Có ai không? Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi với! Cô giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát. Gã đó đưa tay xuống cởi quần cô ra, định làm cái chuyện đó với cô. Minh Hy sợ đến ứa hết cả nước mắt. Theo phản xạ, cô quơ tay tìm lấy cái vật gì đó. Chạm vào một vật cứng, cô nhanh đập thật mạnh vào đầu của gã. Máu từ đầu của ông ta chảy xuống, cũng là lúc gã gục đầu xuống người cô. Tay chân của Minh Hy run rẩy, đẩy mạnh người gã ra, bò dậy, co chân chạy thật nhanh ra khỏi nơi khủng khiếp đó. Cô chạy thẳng một mạch mà không một lần ngoảnh đầu nhìn lại xem gã đó có đuổi theo hay không. Không có ai đuổi theo, Minh Hy mới dừng lại, dựa vào gốc cây thở dốc. Đỡ mệt một chút, cô nhìn xung quanh chỉ toàn là một bầu trời đen tối. Cô phải đi về hướng nào đây? Trời tối, con nhỏ đó chỉ quanh quẩn ở đây thôi. Hai tụi mày chia nhau ra tìm lẻ đi. Mày kiếp, tao mà tìm thấy nó, tao tẩm cho một trận như người. Minh Hy nghe thấy tiếng của mấy gã đã bắt cô ở gần đây. Cô nhìn trước ngó sau, tay chân luống cuống không biết trốn ở đâu. May mà có cái hốc cây ở đằng trước. Minh Hy nhanh chui vào đó. Cô ngồi trốn không có dám nhúc nhích. Hai tay bịt chặt miệng, đến thở cũng không dám. Nước mắt của cô chảy thành hai hàng vì quá sợ. Lúc đó cô chỉ mong Lục Phong biết cô ở đây mà tới cứu. Minh Hy nghe rất rõ tiếng bước chân. Cô biết bọn chúng đang đi quanh quẩn ở gần hốc cây. Cô chỉ có thể nhắm chặt mắt mà niệm Phật, cầu mong mấy gã đó không có nhìn thấy cái hốc cây này.
Tim cô như muốn nhảy tót ra ngoài. Bất ngờ, một bàn tay chụp lấy cánh tay của cô, nghĩ là bọn chúng, cô cũng giãy đạp tứ tung, cố gắng dùng hết sức lực chống cự. Cô vừa khóc vừa hét lớn. Buông tao ra, tao đạp chết tụi mày. Minh Hy, bình tĩnh đi em, là anh Lục Phong. Nghe rõ cái tên Lục Phong, cô mới mở mắt ra, đúng là hắn đang ngồi trước mặt cô. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ vậy cô lao ra ôm chầm lấy hắn. Cô ôm chặt đến mức hắn không thể thở được. Sao bây giờ anh mới tới? Chút nữa thôi, một chút nữa là tôi chết rồi đó, anh mới biết không? Xin lỗi, là do anh chậm chạp. Thằng Thiên túm được một trong ba tên kia, lôi đầu hắn đến trước mặt của Lục Phong. Hai tên kia chạy thoát rồi cậu ơi. Lục Phong mặt đằng đằng sát khí, dán tay áo của tên đó lên, làm hiện ra hình xăm nơi cánh tay của tên đó. Hai bàn tay của Lục Phong thu lại hình nắm đấm, những đường gân xanh vì vậy cũng nổi lên, khi biết mấy tên kia là người của Lục Thất, một kẻ luôn muốn đối đầu với anh từ trước đến nay. Giải nó về. Đưa cô về phòng, đắp chăn cẩn thận, hắn ân cần nói với Minh Hy. Anh đã ở đây rồi, em cứ yên tâm mà ngủ nghe, đừng có sợ. Tinh thần của tôi ổn rồi, anh về phòng đi, anh ở đây tôi thấy không có tiện. Bác gái đi du lịch chưa có về, làm sao anh yên tâm để em ở nhà một mình được. Tôi lớn rồi, chứ có phải trẻ con lên ba ở đâu mà không ở nhà một mình được. Anh ở lại tôi mới thấy khó ngủ đó. Nói gì thì nói, anh vẫn ở đây canh chừng em ngủ. Nhưng mà... Không có nói nữa, nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật ngon đi. Cái tính khí thích làm gì thì làm đó của hắn, cô còn lạ cái gì nữa. Vì quá mệt, tay chân muốn bủng rủng nên cô cũng không có thèm nói nữa, mà kệ hắn thích làm cái gì thì làm. Vừa nhắm mắt, Minh Hy đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng đâu được hơn 10 phút, cô nằm mơ, trong giấc mơ, cô la hét giãy giụa. Đừng có đụng vào người tôi, tránh xa tôi ra, cút hết đi. Tiếng la của cô làm cho Lục Phong giật mình tỉnh giấc. Hắn nhanh chóng đi lại giường nằm xuống bên cạnh ôm trọn cô vào người. Anh ở đây rồi, đừng có sợ. Ngoan nghe, ngủ đi cô bé. Vòng tay ấm áp của Lục Phong nhanh chóng ru Minh Hy vào giấc ngủ trở lại. Hắn nhẹ nhàng dán những lọn tóc đang còn bết dính vào bên má cô ra sau vành tai, đặt một nụ hôn trên trán cô cười nhẹ. Bướng lắm. Thằng Thiên đẩy té cái tên bị trói hồi tối dưới chân của Lục Thất. Tên đó nhanh bấu chặt vào chân của chủ gian sinh. Cứu tôi với. Lục Thất nhíu mày, hắn biết rõ Lục Phong hôm nay đến đây là chuyện gì. Hắn thẳng chân đạp văng cái tên đó ra, nói với Lục Phong. Không biết người của tôi đã làm gì đắc tội với anh mà phải phiền anh đến tận nơi đây. Người của cậu dám đụng vào người phụ nữ của tôi, cậu tính như vậy là thế nào đây? Gã Lục Thất làm ra vẻ mặt ngạc nhiên như thể mình vô tội. Có chuyện này nữa sao? Đúng là người của tôi làm việc ẩu thả quá. Nói xong, tên Lục Thất quay sang nắm tóc tên đó giật ngược ra sau. Người phụ nữ của anh Lục Phong mà mày cũng dám đụng vào, xem ra mày không có muốn sống nữa rồi đó. Là anh sai tôi đi bắt cô ta về mà. Tai có mày điếc, mắt con mày có bị mù hay không? Người tao sai tụi mày đi bắt là một cô gái khác. Tụi mày đem nó đi giải quyết để chuộc lỗi với anh Lục Phong đây. Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi đi. Gã Lục Thất thay đổi nét mặt khi quay sang nói với Lục Phong. Chỉ là sự hiểu lầm, làm phiền đến anh phải đích thân tới đây rồi. Một cú đạp chân của Lục Phong làm gãy đôi cái bàn. Hành động này của hắn thay cho một lời cảnh cáo. Cẩn thận cái mạng của mày đó. Lục Phong rời đi. Tên Lục Thấn đánh một đấm vào tường để giải quyết cơn tức giận đang cuồn cuộn trong người. Mày à kiếp, đợi đó. Minh Hy tỉnh dậy, không thấy hắn ở trong phòng. Cô đi lại cửa sổ nhìn xuống, thì thấy cửa phòng của hắn cũng khóa. Mới sáng không biết hắn đi đâu. Cô đi xuống dưới nhà vào bếp kiếm cái gì đó cho vào bụng. Cô đói đến lả cả người. Nhìn trên bàn có tô cháo cùng với ly sữa. Bên cạnh là tờ giấy với nét chữ rất đẹp. Ăn ngon miệng nha cô bé. Tên Lục Phong này cũng xến xúa quá đi đó. Nghĩ là vậy thôi, nhưng trong lòng cô vẫn thấy có gì đó vui vui. Được người khác quan tâm chú ý thì ai mà không thích chứ. Con gái của mẹ bữa nay nấu cả bữa sáng nữa hả?
Nghe tiếng của mẹ, cô vội giấu tờ giấy vào trong túi. Mẹ về sao không gọi con ra đón? Bạn của mẹ tiện đường nên đưa mẹ về luôn. Cháo thịt bò hả? Nhìn có vẻ ngon đó. Mẹ ăn sáng chưa? Mẹ ăn rồi. Cháo này là ai nấu vậy? Câu hỏi bất ngờ của mẹ xém làm cho Minh Hy bị sặc. Cô ho lên mấy tiếng rồi mới trả lời. Tất nhiên là con nấu rồi. Bà Thu Thủy nhìn Minh Hy cười. Bà nhìn là biết ngay, nhưng chỉ là không có muốn nói ra mà thôi. Tài nghề có tiến bộ đó. Con ăn đi, mẹ lên phòng nghỉ một lát. Minh Hy đang ăn thì tin nhắn của Lục Phong gửi tới. Em ăn hết cháo chưa? Có hợp với khẩu vị không? Cô đọc xong, bỏ điện thoại xuống bàn tiếp tục ăn mà không trả lời. Ăn thêm mấy muỗng nữa, không biết nghĩ gì, cô soạn tin nhắn trả lời hắn đúng một từ. Ngon, rồi gửi đi. Ở bên kia, Lục Phong đọc tin nhắn mà cứ cười suốt ở trên dọc đường đi. Thằng Thiên thấy cậu của nó hôm nay có vẻ vui, nên nó cũng thừa cơ nịnh bợ một chút. Hôm nay trời đẹp cậu hen, đi hẹn hò là quá lãng mạn luôn đó. Hẹn hò hả? Tiếc là em không có người yêu để hẹn hò như người ta đâu cậu ơi. Tháng này tăng lương cho mày. Thằng Thiên mừng ra mặt, quay xuống hỏi lại một lần nữa cho chắc. Thiệt không cậu? Tôi có bao giờ nói mà không giữ lời chưa? Cậu là nhất đó nghen, cần gì tư vấn cậu cứ hỏi em, đừng ngại nha cậu. Minh Hy vừa mới dắt xe ra cổng, đúng lúc Lục Phong vừa về, hắn chặn đầu xe cô lại. Gì đây, tránh ra cho tôi còn đi làm. Hắn bắt đầu rủ rê. Đi hẹn hò đi. Anh có vẻ rảnh rỗi quá ha. Anh bận lắm. Bận sao còn rủ tôi đi hẹn? Anh biết sắp xếp thời gian mà, đi ngang. Không, tôi không có rảnh, sổ sách chất cao hơn cả đầu tôi kia kìa. Nếu anh giúp em làm xong, thì em có đồng ý đi hẹn hò với anh không? Cô làm ra vẻ kinh kiệu một chút. Để coi tình hình sao cái đã. Vậy thì đi thôi. Đi đâu? Đi giải quyết xong công việc của em rồi chúng ta đi chơi. Nè, khoan đã. Ngồi trong phòng, cô nhìn hắn làm việc rất tập trung. Một đống sổ sách giấy tờ, nhưng hắn làm một cách rất nhanh gọn, một chút đã xong. Cô nghi ngờ về cái độ chính xác nên hỏi hắn. Anh làm nhanh vậy có chính xác không đó? Em kiểm tra là biết cần gì hỏi anh. Cô lấy kiểm tra mấy trang đầu, chính xác đến từng con số. Về cái khoản này, cô phải khâm phục hắn thật sự. Sao? Bây giờ đi chơi được chưa? Đi đâu? Đi theo anh. Hắn đưa cô đến một nơi rất có nhiều cỏ lau. Nơi này là thằng Thiên chỉ cho hắn, chán làm sao biết đến những cái chỗ như vậy. Hắn nghe thằng Thiên nói đến cái mùa cỏ lau, con gái thích đến chỗ này để chụp hình, sống ảo lắm. Hắn nghe có vẻ thích thú nên cũng phải đưa cô đến đây cho bằng được. Cỏ lau ở đây đẹp lắm. Nhìn Minh Hy có vẻ thích, hắn rất vui, quả thật đúng như lời của thằng Thiên nói. Anh biết em sẽ thích mà. Gia Hân và Trà Vi, nếu mà tụi nó biết cái chỗ này thì tụi nó thích lắm, phải rủ tụi nó đến chụp hình mới được. Khi cô lấy điện thoại ra còn chưa kịp gọi, Lục Phong đã giật lấy cái điện thoại trên tay cô. Chỗ này anh bao trọn gói rồi, chỉ dành duy nhất cho một mình em thôi. Anh có nói quá không vậy? Bãi cỏ lâu này là ở bên đường, làm gì có chủ mà bao trọn gói. Ai tới đây chụp hình mà cũng được chứ. Vấn đề này thằng Thiên nó không nói, nên hắn cũng không biết. Hắn tưởng đâu nói là ngầu, hóa ra lại quê cho một cục. Minh Hy giật lấy điện thoại trên tay của hắn, gọi cho hai cô bạn thích sống ảo của mình. Cô nói chuyện qua điện thoại rất vui vẻ và hào hứng. Tôi mới tìm thấy một bãi cỏ lâu đẹp lắm, tới đây chụp hình đi. Ở đầu dây bên kia, Trà Vi và Gia Hân nghe sáng hết cả mắt. Nhắn địa chỉ đi, tụi này phi tới liền. Lục Phong ngồi một đống mặt bí xị ở đằng kia, nhìn ba cô gái đang mải mê vui vẻ, tạo biết bao kiểu dáng chụp hình. Bọn họ trong đó có cả Minh Hy, làm gì còn để ý đến sự có mặt của hắn. Hắn ngồi đó như một người vô hình. Bao nhiêu hình ảnh đẹp cùng với Minh Hy mà hắn tưởng tượng ra trước khi đặt chân đến đây, bây giờ như những ngọn cỏ lau kia bị gió cuốn bay đi về chân trời xa xôi. Khôi Nguyên lướt Facebook, nhìn thấy hai con bạn đăng hình chụp ở bãi cỏ lau, có cả hình của Minh Hy
nên cậu ta cũng ấn vào xem. Những đầu ngón tay của Khôi Nguyên đang lướt thì khựng lại khi cậu ấy nhìn thấy một bức hình vô tình có dính cả Lục Phong và Minh Hy đứng đối diện nhìn nhau. Không lẽ hai người đó thân thiết đến mức rủ nhau đi chơi như vậy rồi sao? Sự đố kỵ trong người của Khôi Nguyên trỗi dậy nhưng lại không thể làm gì được. Cậu ta buồn bã lái xe chạy đến quán nhậu để uống, quên đi những chuyện buồn trong lòng. Khôi Nguyên ngồi uống một mình hết chai bia này đến chai bia khác. Uống liên tục như liều thuốc để quên đi, uống cho đến khi say không còn biết gì nữa. Cậu ta nằm dài trên bàn mà kệ cho sự đời. Nhân viên của quán đi ra gọi, nhưng vì quá say nên Khôi Nguyên cứ nằm dài úp mặt xuống bàn không có động đậy gì. Quán sắp đóng cửa nên cậu nhân viên đành lấy điện thoại của khách gọi cho người nhà đến đón. Vừa hay Trâm Anh gọi điện đến, cậu nhân viên tiện tay ấn máy nghe. Alo. Đầu dây bên kia Trâm Anh nghe được cái giọng người lạ nên hỏi. Alo, ai đang cầm máy của anh Nguyên đó? Em là nhân viên của quán rượu. Chị là người nhà anh ấy thì đến đưa anh ấy về nhà với. Quán em sẽ đóng cửa, nhưng anh ấy uống say quá không có biết trời đất gì nữa. Địa chỉ quán ở đâu vậy? Trâm Anh chạy xe tới quán. Khôi Nguyên vẫn còn nằm dài trên bàn ở đằng kia. Cô lo lắng đi lại xoay người cậu. Anh Khôi Nguyên, anh có ổn không? Khôi Nguyên ngẩng mặt lên nhìn Trâm Anh rồi cũng úp mặt xuống bàn ngay sau đó. Không biết làm thế nào, Trâm Anh đành nhờ cậu nhân viên. Anh giúp đưa anh ấy ra xe cho tôi với. Trâm Anh đưa Khôi Nguyên về thẳng căn nhà thuê của cậu. Lay quay hoài, cô mới đưa được Khôi Nguyên lên phòng. Đứng nhìn Khôi Nguyên một lúc rồi Trâm Anh cũng quay người rời đi. Nhưng ngay sau đó, cánh tay cô bị bàn tay của Khôi Nguyên kéo lại. Cậu lật cô bé xuống giường, đem cả thân hình của mình đè lên. Trâm Anh lúng túng trước hành động này của Khôi Nguyên. Anh say rồi. Trong mắt của Khôi Nguyên bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Minh Hy. Cậu đưa tay vuốt một bên má Trâm Anh, nói hết nỗi lòng của mình. Thật sự là cậu không có nhìn ra tình cảm mà tôi dành cho cậu sao? Tôi ghét cậu, cực kỳ ghét cậu. Nhiều lúc cậu làm cho tôi như phát điên lên được đó. Là cậu không có nhận ra, hay là cố tình không có muốn hiểu? Trâm Anh hiểu những lời nói đó của Khôi Nguyên không phải dành cho mình, mà là một cô gái khác, cô gái mà cậu yêu. Con tim của Trâm Anh phút chốc bỗng đau nhói, đẩy người Khôi Nguyên ra. Nhưng trong lúc mất kiểm soát, Khôi Nguyên đã ghì chặt lấy hai tay của Trâm Anh, cúi xuống hôn môi đôi môi của cô. Nụ hôn cuồng nhiệt và gấp gáp. Lúc đầu Trâm Anh có chống cự, nhưng vì tình yêu mà cô ấy dành cho Khôi Nguyên quá lớn, mãnh liệt cho nên chấp nhận làm người thay thế. Trâm Anh vòng tay qua cổ Khôi Nguyên hung đáp trả. Hơi thở cả hai trở nên gấp gáp, dục vọng trong người Khôi Nguyên trỗi dậy. Cậu ta nhẹ nhàng cởi bỏ hết những rào cản trên người Trâm Anh rồi từ từ đi vào ân ái. Minh Hy mới từ cửa hàng về tới nhà, thấy cũng trễ rồi mà mẹ Thủy vẫn còn nấu cái gì đó trong bếp nên cô đi vô hỏi. Ủa, mẹ chưa có ăn tối hả? Mẹ ăn hồi sớm rồi đó chứ. Vậy cháo này mẹ nấu cho con hả? Không phải mẹ gọi điện cho con nói ăn tối rồi sao? Cháo này mẹ nấu cho Lục Phong. Anh ta bị gì mà phải ăn cháo? Với lại anh ta có tay có chân, tự biết đi ăn, đâu cần mẹ phải nhọc công vậy đâu. Nó bị bệnh nên mẹ nấu cho nó ít cháo. Anh ta khỏe như trâu đó, ngày hôm nay còn rủ con đi chơi nữa mà bệnh sao được. Quả ra ngày hôm nay hai đứa đi chơi với nhau à? Biết mình lỡ lời, Minh Hy vội chỉnh lại ngay. Đâu có, anh ta năn nỉ mà con có thèm đi đâu. Con bận trăm công ngàn việc đâu có rảnh như anh ta. Bà Thu Thủy cười. Mà vì sao bà ấy cười? Vì cô con gái của bà nói chuyện quá tồ đi. Vậy à? Mà thôi, con lên phòng thay đồ rồi xuống đây mẹ nhờ chút việc. Dạ. Thay đồ xong, Minh Hy đi vào bếp. Mẹ nhờ con gì? Mẹ nói đi. Con đem cháo sang cho Lục Phong, rồi dặn nó ăn xong nhớ uống thuốc. Sao lại là con? Trời ơi, trời tối mắt mẹ kém không có thấy đường. Mà thôi, để mẹ bưng sang cho nó cũng được. Cô
giành lấy tô cháo từ trên tay của mẹ. Dạ thôi, để con đi cũng được. Trễ rồi, mẹ về phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi. Con đợi cho Lục Phong ăn hết cháo uống thuốc rồi hẳn về ngang. Anh ta lớn rồi mẹ, chứ phải con nít lên ba ở đâu. Biết là vậy, nhưng bạn mẹ đã mở lời nhờ giả để ý đến Lục Phong, thì mẹ phải để ý đến nó chứ. Thôi, con đem sang kẻo nguội. Dạ, mẹ đi ngủ sớm đi. Đứng trước cửa phòng của hắn, cô đưa tay lên gõ. Anh ngủ chưa vậy? Ai đó? Tôi, Minh Hy. Mẹ tôi kêu đem cháo qua cho anh. Lục Phong mở cửa, nhìn thấy Minh Hy, hắn liền cười với cô. Em sang thăm anh đó hả? Thăm nóm gì? Mẹ tôi kêu đem cháo với thuốc sang cho anh đây nè. Mà hồi trưa tôi thấy anh còn khỏe như trâu, sao nói bệnh là bệnh liền vậy? Lục Phong liền nắm lấy tay cô đặt lên trán của hắn. Nóng thiệt mà, anh lừa em làm gì? Minh Hy cảm giác bàn tay của mình nóng thiệt, vậy là hắn không có lừa cô. Vậy anh định để tôi đứng ở ngoài này hoài hay sao? Tôi bưng mỏi tay rồi đó. Xin lỗi, anh sợ ý quá. Em vào trong đi. Cô đi vào phòng, đặt tô cháo cùng với gói thuốc xuống bàn dặn dò hắn. Anh ăn xong rồi thì nhớ uống thuốc nghe. Mẹ tôi dặn vậy đó. Chỉ mẹ dặn thôi sao? Vậy em không có dặn gì anh hả? Anh ăn lẹ đi uống thuốc, tôi còn về. Hắn đi tới giường ngồi xuống, vẻ mặt hờn dỗi. Vậy thôi, em đem cháo về đi. Anh bị sao vậy? Đem cháo qua cho người ta. Mà cái bộ mặt của em kìa, có gì vui vẻ đâu. Hắn đang dỗi hờn cô đó. Hắn cũng biết dỗi hờn nữa. Minh Hy bưng tô cháo lên đi lại đứng trước mặt hắn, nở một nụ cười thật tươi nhìn. Mời ông anh ăn cháo để em còn về ngủ. Hắn bật cười vẫn thích chọc cô. Em đút cho anh miếng được không? Tay của anh đâu, mỏi lắm. Anh đừng có được voi đòi tiên nghe. Vậy thôi, không có ăn nữa. Không phải vì mẹ cô cứ dặn đi dặn lại, đợi hắn ăn xong uống thuốc rồi mới về. Hơn nữa, hắn cũng đang sốt thiệt. Nếu không, cô đã bỏ về từ lâu rồi, không phải chiều hắn tới bến như vậy đâu. Cô ngồi xuống giường xoay người hắn lại. Lần đầu cũng như lần cuối đó nghe, há miệng ra. Lục Phong ngồi nhìn Minh Hy cười hạnh phúc. Hắn ăn một cách ngon lành, chưa bao giờ hắn ăn ngon miệng tới như vậy. Anh cứ nhìn tôi hoài vậy tôi ngại đó. Ai kêu em dễ thương tới vậy chứ? Anh xem quá nhiều ngôn tình rồi bị nhiễm luôn phải không? Bớt bớt lại đi. Có lẽ cháo của mẹ cô nấu ngon nên hắn ăn sạch hết một tô đầy. Cô giói tay lấy gói thuốc ở trên bàn cùng với ly nước đưa cho hắn. Anh uống thuốc rồi nghỉ ngơi ngang, tôi đi về. Lục Phong giữ tay cô. Khoan đã, anh còn chưa có uống thuốc mà. Thuốc người ta chia sẵn liều rồi, anh cứ vậy mà uống thôi. Tôi ở lại làm gì? Hắn lại bắt đầu diễn cớ giữ cô lại thêm một chút. Lỡ như anh bị sốc thuốc thì sao, nên em phải ở lại với anh thêm một lát nữa. Anh cứ khéo lo, người ta vẫn uống bình thường đó thôi. Cơ địa mỗi người mỗi khác, ở lại thêm một chút nữa đi. Thôi được rồi, tôi đợi anh uống thuốc xong rồi về cũng được. Thuốc sẵn trên tay, nhưng Lục Phong không uống, mà hắn cứ ngồi nhìn Minh Hy cười mãi, khiến cho cô không thể thoải mái. Anh không uống thuốc đi, nhìn tôi hết bệnh được hay sao? Mãi ngắm em nên anh quên. Anh uống ngang. Uống lẹ đi, tôi còn về. Không biết Lục Phong có bị sốc thuốc hay không, mà vừa uống xong, đột nhiên hắn ôm bụng, mặt mũi nhăn nhó nằm xuống giường. Biểu hiện khác lạ của hắn khiến cho Minh Hy tay chân luống cuống, tưởng hắn bị cái gì. Cô cúi xuống vỗ nhẹ vai hỏi chừng. Nè, anh bị sao vậy? Khó chịu ở chỗ nào hay sao? Lục Phong ngẩng mặt nhìn cô. Đắng. Hả? Cái gì? Hắn chồm người dậy, hung chục vào môi cô, một nụ hôn vụng trộm. Nụ hôn của hắn làm cho Minh Hy ngượng đỏ mặt, hai tay cô cứ nóng bừng bừng. Cô ngồi thẳng người dậy xoay lưng về phía hắn, những đầu ngón tay chạm vào môi. Lần sau anh còn tự tiện làm như vậy nữa là tôi cho ăn quả đấm thiệt đó. Em không có thể trách anh được, tại thuốc đắng nên anh chỉ muốn ăn một chút vị ngọt thôi, môi em rất là ngọt đó.
Hắn càng nói, Minh Hy càng ngượng chín cả mặt. Cô đứng dậy đi về, nhưng hắn vẫn không có tha cho cô. Tối mai đem cháo qua cho anh nữa nghe. Anh đừng có mơ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Gia tộc họ Lục, tác giả Vân Vân. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 6 cũng là tập cuối.